Alright, chào mọi người. Bây giờ mình có một cái chữ này nó hiện ra, nó nói là maintenance require, đúng không? Đây là cái đèn khác với cái đèn check engine nha các bạn. Nên các bạn không có phải lo nếu cái light này nó hiện lên, nó chỉ báo rằng mình nên thay dầu xe hoặc là đổi bánh trước rồi bánh sau vậy thôi. Không có cái gì đáng kể hết. Bây giờ cái cách mà reset nó thì sẽ như thế này. Thường là cái xe nó có một cái nút gì đây nó hiện ra, mình đè cái nút đó để nó reset cái số mao. Bây giờ các bạn thấy nếu các bạn không có cái nút đó thì nó sẽ có cái display cái này, mình bấm cái này thì nó sẽ xuất hiện. Bây giờ đây là cái odometer số, bây giờ mình bấm một cái nữa chuyển qua là trip A. Bây giờ mình tắt máy lại đây. Xong mình bật lên cái chữ on, đúng không? On này. Rồi như vậy thôi. Rồi mình tới cái nút display này, mình bấm, mình đè nó. Đè yên đó. Rồi mình tắt cái này. Tắt cái engine đi. Rồi vẫn giữ yên đó, rồi bật lên nó lên lại chữ on. Rồi lên trên chỗ này, mình sẽ thấy nó chớp chớp chớp. Đúng không? Rồi mình thả ra. Rồi như vậy là đã xong. Bây giờ chúng ta có thể bật máy lên hết luôn, khởi động máy luôn. Rồi bây giờ mình trở lại đây. Bây giờ các bạn đã thấy cái nút đó nó đã biến mất. Như vậy thôi nha. Nó nói là